Những gamer thủ trẻ rất thích nghe kể về tình yêu thời ba mẹ. Đơn giản bởi kiểu gì nó cũng có những nét khác biệt hơn so với thời đại bây giờ. Sự mộc mạc, đáng quý của những chuyện tình cách đây 20, 30 năm khiến người ta phải trầm trồ, suýt xoa mãi. Nghiện ăn trứng vịt gamer thủ trai tặng, cô gái nhận lời yêu rồi nên duyên hậu phi chồng. Cô gái Nguyễn Thủy Tiên kể lại chuyện tình của phụ thân mẹ mình. Đọc xong, ai nấy đều cảm thấy thú vị vì cách yêu của người lớn thật dễ chơi nhưng lại thấm thiết ghê. Cha của Tiên là Nguyễn Văn Hồng em, 50 tuổi. Mẹ là Nguyễn Thị Thu Thủy, 48 tuổi. Hiện tại, họ đều làm vườn và sinh sống ở Đồng Tháp. Cha mẹ mình là hàng xã của nhau luôn, hai người biết từ bé nhỏ đến lớn nên lượt được hẳn phần làm quen rồi nhờ người giới thiệu. Nhưng nói quen vậy là biết mặt biết tên rồi biết con nhà nào chứ không có chơi. Hồi xưa đàn ông con gái là tách nhau ra lắm ấy. Tới lớn lên thì bất chợt một ngày gặp gỡ mẹ, phụ thân thấy thích. Chắc thấy mẹ xinh gái. Sau đó phụ thân đến nhà tán tỉnh theo cách vui nhộn lắm. Nhà phụ thân bán trứng vịt. Ông nội quản cũng chặt nên muốn có trứng là phụ thân lại lấy trộm của ông. Ngày nào cũng đều đặn như vậy. Mẹ thì thấy dằn là nhận thôi, sao thế nào lại thấy cảm tình rồi yêu. Mẹ còn bảo là, ăn trứng vịt nhiều quá sao thích rồi cưới luôn, Thủy Tiên kể lại. Cặp đôi cô dâu chú rể và đám cưới 25 năm trước. Hành trình yêu mến của cặp đôi Hồng Em và Thu Thủy cũng lắm điều vui nhộn. Khi con cái lớn lên, thi thoảng hai người vẫn kể lại. Thủy Tiên kể tiếp, hồi trẻ, phụ thân có hút thuốc nhiều lắm, thanh niên mà. Lúc đó mẹ ngủ thông thường giường với em gái. Đêm nào cũng vậy, phụ thân cứ đến gần giường hút thuốc, thổi khói vào. Mẹ mà ngửi thấy mùi là biết phụ thân đến rồi đó. Đúng là tín hiệu theo cách mà chỉ những người đang yêu thế hệ nghĩ ra nổi. Đám cưới hoành tráng như riêng kiết, cô dâu diện sáu giấy, chú thể mặc hai bộ vest. Năm 1991, hai người mở màn yêu nhau và đến 1994 thế hệ quyết tổ chức đám cưới. Khi đó, phụ thân muốn được lấy mẹ làm hậu phi lắm rồi nên đề nghị người nhà qua hỏi cưới. Hai nhà gần nhau, phụ thân mẹ yêu cũng lâu rồi nên ông bà đồng ý thôi. 10 tháng 10 năm 1994, phụ thân mẹ em tổ chức đám cưới. May mắn cho mẹ là chị gái phụ thân có cửa hàng quần áo cưới nên không phải lo về đồ và chuyện trang điểm. Lúc đó, phụ thân khéo tay lắm luôn và muốn đám cưới đẹp nên dù bận rộn vẫn hì hục tự kết cổng cưới bằng lá chuối, lá dừa và vài thứ có sẵn trong nhà. Bởi vậy nên khi đám cưới, phụ thân cứ muốn phải đứng trước cổng chụp được tấm hình làm kỷ niệm. Đám cưới ba mẹ có 20 bàn, quả bưng thì 4 chiếc. So với hồi đó thì không quá khác biệt hay linh đình nhưng về phong cách thời trang của cô dâu, chú thể thì khiến bây giờ xem lại, em vẫn phải khen ngợi luôn, Thủy Tiên chia sẻ. Cô dâu diện ngắn dài trong hôn lễ. Cô dâu chú thể ăn mặc sành điệu thế này cơ mà. Đúng như những gì cô con gái tiết lộ. Đám cưới của phụ thân mẹ cô cách đây 25 năm nhưng số lượng giấy cưới mẹ cô diện thậm chí các cô dâu bây giờ cũng chạy dài. Mẹ em diện đến 6 cái giấy và một bộ áo dài. Mẹ bảo rằng còn nhiều đồ lắm nhưng mặc không hết luôn. Chắc đám cưới này phải nổi nhất ở vùng quê hồi ấy về độ sành điệu trong thời trang mất, Thủy Tiên vui nhộn. Trong hàng loạt bức ảnh đính kèm của đám cưới, bố Tiên diện hai bộ vest đen và trắng. Mẹ cô diện giấy đủ màu, đủ kiểu dáng. Chiếc áo dài đỏ khi làm lễ, giấy cưới trắng xòm, giấy hồng, giấy vàng và thậm chí cả một giấy ngắn bồng bềnh rất thời thượng. Giấy vàng đặc sắc trong ngày cưới. Hiện tại, cặp đôi đã trải qua 25 năm hạnh phúc bên nhau. Họ có một đôi trai gái và vẫn ngọt ngào như những ngày còn yêu. Từ khi sinh ra, em chưa bao giờ nhìn thấy phụ thân mẹ cãi cọ hay xích mích với nhau điều gì. Có lẽ, chuyện đó cũng có nhưng họ luôn cố gắng không để điều ấy xảy ra trước mặt con cái. Trong mắt em, bố mẹ là cặp đôi tình yêu hoàn hảo nhất. Cuộc sống gia đình hòa thuận, êm ái của họ cũng khiến em hâm mộ vô cùng. Đôi lúc, phụ thân giúp mẹ phơi đồ rồi lau tủ bàn ghế. Có chuyện gì phụ thân lại kể cho mẹ nghe. Chứng kiến hình ảnh hai người làm hai công việc, thì thầm em cũng thấy rất hạnh phúc. Dù đã 50 tuổi nhưng khi gọi mẹ phụ thân vẫn gọi em ơi.
thi thoảng lại gọi nhau ông này, bà này rất tình cảm, Thủy Tiên tâm sự. Chụp ảnh với khách đám cưới. Đúng là một mình mẫu gia đình khiến người ta phải hâm mộ. Sau hàng chục năm, mẹ Thủy Tiên vẫn rất xinh đẹp. Hai hậu phi chồng luôn đồng hành cùng nhau từ các việc to, việc nhỏ trong nhà. Cha không ngần kinh quản chuyện biểu lộ tình cảm với mẹ đâu. Khi ăn cơm thì ngoạm đồ ăn hoài. Đôi khi, phụ thân lại hôn vào má mẹ như những cặp đôi trẻ trung vậy. Lâu lâu thấy mẹ mặc đồ đẹp là phụ thân thoải mái khen luôn, chẳng kinh quản ngần gì con cái. Chà, hôm nay vui tôi đẹp quá à, cho hôn miếng coi. Em là con gái mà em phải khen tị luôn với phụ thân mẹ mình đấy. Em cũng chỉ ước sau này có một người chồng tình cảm, thắm thiết và sống hạnh phúc như vậy thôi à, Thủy Tiên nói thêm. Đúng là một câu chuyện tình đẹp. Họ đã biết nhau từ hồi còn bé nhỏ xíu và nên duyên hậu phi chồng suốt 25 năm qua. Tình yêu là vậy, một mạc, chân tình nhưng cũng thật sự cô te làm sao. Đừng tưởng rằng những người cưới nhau vài chục năm, đã đi hơn nửa đời người thì không còn lãng mạn, thoải mái nói lời yêu như xưa. Đôi khi, sự chất chơi và cách biểu lộ tình cảm của họ còn khiến lớp trẻ phải chạy dài thế hệ kịp đấy nhé.